Sự thật khó tin của câu lạc bộ Hà Nội sau trận thắng Dược Nam Hà Nam Định. Câu lạc bộ Hà Nội đã vượt qua Dược Nam Hà Nam Định để có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách mùa giải năm 2019. Có vẻ nghe như chuyện này là rất bình thường, nhưng đó lại là một sự thật khá khó tin. Bởi với thực lực của một đội đương kim vô địch V-League, với dàn hào thủ chiếm gần như một nửa đội hình chính ra sân trên đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây thì việc có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách khi mùa giải đã trải qua được một nửa thì cũng là việc hơi khó tin. Nhưng đó lại là sự thật đối với câu lạc bộ Hà Nội. Quay trở lại với trận đấu với câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định ở tứ kết quốc quốc gia. Thực tế chính Dược Nam Hà Nam Định mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Hà Nội gồm Nguyễn Quang Hải, và đội Hồng Dũng không thể triển khai được bóng khi mà tấn công. Mò xét thì chỉ hoàn thành được nhiệm vụ chia bài, phân phối bóng nhưng lại không đảm nhận được nhiệm vụ bịt kín khoảng không gian giữa hàng tiền vệ và hàng thủ của một tiền vệ phòng ngự. Còn bên phía Nam Định họ thường xuyên tổ chức những đường tấn công bên phía cánh phải của trận Minh Hùng. Đội chủ nhà có những miếng đánh khá đa dạng. Ở Tuyến dưới phất những đường truyền bóng dài sang bên phải nhằm kéo giãn đội hình của câu lạc bộ Hà Nội. Những cầu thủ có kỹ thuật như Mạnh Hùng phối hợp nhỏ ở cánh, sau đó đưa trái bóng vào vòng cấm cho Emmanuel Sunday. Phía bên kia trên tuyến, Đỗ Duy Mạnh đã có một trận đấu hoạt động cực kỳ vất vả mới có thể giảm thiểu được sự nguy hiểm của Sunday. Người thi đấu tốt nhất trong khâu phòng ngự của đội bóng áo tím là Trần Văn Kiên. Văn Kiên cũng chính là lý do khiến cho Dược Nam Hà Nam Định không thể tổ chức tấn công bên phía cánh trái. Đội bóng áo vàng sớm có được thành quả khi ngay ở phút thứ ba, tân binh Lê Sĩ Minh đã có một pha dứt điểm không chê vào đâu được, mở tỷ số cho trận đấu. Có khá nhiều vấn đề của câu lạc bộ Hà Nội trong bàn thắng này. Mò xét thất bại trong việc không chiến với Gustavo Dos Santos. Gustavo vô tình mở ra một khoảng không gian rất thoải mái để Lê Sĩ Minh có đủ thời gian căn chỉnh nắn nót cho cú sút của mình. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã do dự trong việc lao lên chặn cú sút này. Duy Mạnh đã không quyết đoán trong việc bọc lót cho người đồng đội xét của mình. Khi trung vệ số 28 kịp áp sát Sĩ Minh thì bóng đã nằm gọn trong lưới của thủ thành Văn Công. Người đã bị trói nắng và không kịp phản ứng trước cú sút quá khó của Sĩ Minh. Khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu, thế trận phòng ngự được thời trò, ông Nguyễn Văn Dũng triển khai rất chặt chẽ, khiến cho những bài đánh từ hai biên cắt vào trung lộ của câu lạc bộ Hà Nội đều bị chặn đứng. Người thi đấu khá ấn tượng là Lâm Anh Quang, nhưng chỉ một giây phút ngắn ngủi, hàng phòng thủ của Nam Định dâng quá cao, Anh Quang đã không thể ngăn cản được Văn Quyết quân bình tỷ số khi đặt vào tình thế 1 đánh 2. Đường chọc khe bóng của Ngân Văn Đại rất vừa tầm cho Oman. Oman cũng làm tốt nhiệm vụ tỷ đè. Thủ thành Đinh Xuân Việt đã không phối hợp tốt với Lâm Anh Quang khi lao ra cản phá bóng. Kể từ bàn thua đầu tiên ở phút thứ 41, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà chơi mất tập trung một cách khó hiểu. Cả bốn cầu thủ ở hàng thủ của Nam Định lại đứng im sau đường căng ngang của Trần Văn Kiên để cho Pape Oman thoải mái cả về thời gian lẫn không gian trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bùi giờ cuối hiệp 1. Khoảng trống giữa trung vệ Lâm Anh Quang và hậu vệ cánh phải Lê Quốc Hường đủ rộng để cho Oman không cho Xuân Việt bất kỳ một cơ hội nào cản phá từ cú sút của mình. Sơ đồ 4141 trên giấy của câu lạc bộ Hà Nội thực chất sẽ luôn chuyển thành 4123 khi tấn công. Khi ấy Văn Quyết cùng Văn Đại sẽ đóng vai trò hai tiền đạo cánh. Thời điểm Dược Nam Hà Nam Định không duy trì được sự tập trung cũng là thời điểm thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lấy lại thế trận. Đội bóng áo tím áp đặt lối chơi tấn công ở hai cánh, các tiền đạo cánh liên tục hoán đổi vị trí cho nhau Bài tấn công Văn Quyết, Quang Hải khai thác khu vực hành lang bên cánh trái, Văn Đại hùng dũng ở khu vực hành lang bên phía cánh đối diện dần trở nên con nét và nguy hiểm hơn. Dù Lâm Anh Quang đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút thứ 53, nhưng hàng công của đội khách vẫn chơi rất tự tin. Anh Quang một lần nữa lăn xả, quyết liệt lại vô tình để bóng chạm tay và Văn Quyết đã không mắc sai lầm nào trong việc nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 57. Phút thứ 55, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có ý đồ gia tăng sức tấn công. Ông quyết định tung Phạm Thành Lương vào sân thay cho Ngân Văn Đại. Chắc chắn ông Nghiêm muốn trả món nợ ở sân Thiên Trường trong vòng đấu 11 V-League năm 2019. Ông muốn tới Nam Định để thắng, để tiến sâu vào đấu trường Cúp Quốc gia, chứ không muốn tiếp tục dính giúp sân khách như những vòng đấu trước đợt. Chỉ 13 phút sau, sự thay đổi nhân sự của ông đã phát huy tác dụng Thành Lương dê bóng tạo đột biến bên cánh trái. Những động tác nhanh, gọn, gây khó chịu cho đối phương của lão tướng mang áo số 11 đã đặt quan hại vào thế, không thể không ghi bàn. Trận đấu hấp dẫn kịch tính tới tận phút cuối cùng, hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã dâng quá cao, tạo cơ hội cho Gustavo dê qua cả thủ thành Văn Công và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Nhưng khi đó đã là phút thứ 90 cộng 2, quá muộn màng cho những nỗ lực của Dược Nam Hà Nam Định. Tiêu chung lại, đây là một màn ra mắt rất ấn tượng của các tân binh bên phía đội chủ nhà. Cả ba tân binh Lâm Minh Quang, Lê Sĩ Minh và Hút Tà -vô đốt sang tốt đều để lại được những dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá Nam Định. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cần phải dốc sức, toàn tâm toàn ý cho đấu trường V-League nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xuống hạng trong bối cảnh họ đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League năm 2019. Còn với câu lạc bộ Hà Nội, đây là chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải và họ đã xóa đi cái dớp chỉ biết hòa và thua trên sân khách trong mùa giải năm 2019 này.